Hi, xin chào mọi người. Mình mới vừa đi mua cơm. Mình mới vừa đổ cái bịch canh này ra cái tô nè. Đây là canh khổ qua. Còn đây là canh khổ qua thì mình mua thêm ấy nha. Đó, mua thêm là 15.000 trái. Còn một phần cơm với lại một bịch canh nhỏ này với một bịch nước mắm, cơm sườn bì chả thì 35.000. 40.000 chứ, 40.000. Đó. Bây giờ thì mình ăn cơm thôi. Hôm qua thì ở nhà mình rần rần rất là vui. Tại cháu của mình sang rồi mình nấu cơm cho cháu hai cử sớm chiều. Đấy. Rồi mình đút cơm cháu mình ăn xong rồi cái em gái mình đi công việc về thì em gái mình lại ăn cơm sau, rồi xong rồi gia đình mình gồm có chị em gái mình với lại cháu mình cùng nhau ngồi coi tivi ở gần đây, coi phim Việt Nam tới 10 giờ mới đi ngủ. Đó, hôm qua rần rần vậy á, cái hôm nay có mình dán que rồi. Hôm nay mình phải đi mua cơm sớm, tự vì hôm nay mình cũng chỉ có ăn cơm buổi sáng thôi chứ không có ăn cơm trưa. Nếu hôm nay mình bị ốm á mọi người, mình bị ốm mà cũng hên đó là ho, chỉ có ho ban đêm thôi à chứ ban ngày không có ho. Đấy, thì hồi sáng này á mình điện thoại cầu cứu một chị bạn này làm việc ở trong chung cư nè. Đó thì chỉ tranh thủ giờ nghỉ trưa chỉ chạy lên trên đây chỉ cạo gió cho mình, tự nhiên mình bệnh mà giọng thứ mà mình trúng gió mọi người, mà mình không có được cạo gió á. Cái thế là mình cảm thấy cái người của mình hả, nó rất là lạnh nha, nó mạnh, nó y như là có cái vết cắt hay sao trong da mình á, mình phải cạo gió mình mới thoải mái được hả. Rồi á, đang nằm coi tivi nè, rồi sực nhớ ra là phải ra chạy mua hũ siro trị ho, thì phải chạy ra mua để mua cơm luôn. Hũ này chai này mình mua là hàng Việt Nam ha, siro Trường Xuân. Đó, chị ho có đàm đồ lùm la hả, chai này như 68.000 chai. Đó, giờ mình ăn cơm xong rồi uống siro, đừng tối nay ngủ cho ngon. Ngon lắm mọi người ơi. Cơm này mình cũng mua ở ngay chỗ đầu đường D11 đúng rồi, D11 hay D7 gì ta, quên mất tiêu rồi. Để mình giờ cái này gần gần lại một tí đấy. Hôm nay mình đầu tuần á, cho nên mình cũng có một cái quyết định dành cho cái kênh của mình, đó là mình sẽ không up video mỗi ngày nữa. Tự vì mấy nay mình nhiều chuyện làm lắm mọi người ơi. Với lại á, mình không up mỗi ngày, bạn từng tuần mình up 3 lần hoặc là 2 lần á, thì mình sẽ có nhiều thời gian đi xem video của người khác để mà giải trí, để mà học hỏi nhiều hơn. Mình có mấy người bạn á, có chị bạn mình, chị đang sống ở Đức á, mỗi lần chị nghe mình nói là mình đi siêu thị 400-500 ngàn á, chị rất là ngạc nhiên. Chị nói là ủa Thư, sao em đi siêu thị em có mình em, mà em đi siêu thị gì mà tới 400-500 dữ rồi. Cái mình mới nói là em đi vậy là em mua để em ăn cả tuần luôn á chị ơi. Cái chị nói ở Việt Nam đâu cần phải đi siêu thị mua cả tuần như bên nước ngoài đâu em. Cái mình mới nói là tại vì đầu tuần mà em đi siêu thị á, em đi ngay giờ đẹp không mà người ta bày ra cái gì cũng tươi, cái gì cũng ngon, cứ muốn mua hết chị. Cái chị nói là mình á, sống ở Việt Nam, sống một mình, không có cần thiết phải mua đồ nhiều để trữ. Tự vì á, ví dụ như khi nào mà cảm thấy muốn ăn cái gì mà cho nó nhẹ nhẹ, nó healthy, nó đừng có dầu mỡ á, thì mình có thể mua rau về luộc ở nhà ăn cho nó nhanh, khỏi tốn tiền điện, tiền ga nấu nướng.
còn muốn ăn cái gì mà dạng như xương hầm hay cái này cái kia hầm thì cứ ra ngoài quán ăn đi em cho nó lẹ. Chị bạn của mình nói mình vậy á. Sườn nướng ngon quá. Mọi người ở từ mọi người không biết đâu. Ai mà ở Việt Nam biết á. Không bao giờ biết một điều là nếu như mà các bạn mà có dịp mà đi nước ngoài á, không có Việt Nam thì những cái món như vậy sẽ là những cái món mà sẽ làm cho mọi người thèm thèm còn hơn là muốn ăn sơn hào hải vị với mọi người. Tôi nói thiệt luôn á. Đi xa rồi là mới mới thèm là bún tắm, cơm tấm, bún mắm, bún riêu, bánh lọt. Tôi nói mấy cái món đó là mới là mấy cái món mà để cho mọi người ghiền, để mọi người thèm và nhớ. Bởi vậy ở Việt Nam hả, mỗi lần mà thấy thèm cứ đi ăn cho đã đi. Rồi mọi người biết cái chỗ này bán cơm hả? Chiều tan tầm giờ này là đông ơi là đông. Như nãy mình vừa lại á, là bán cho người khách, khách đi xe hơi nha mọi người, bạn nữ dạng như đi làm về á, mà giờ này mới về, nghĩa là về trễ chứ đâu có sớm đâu. Thế là cứ mua hộp cơm, rồi có những nhà là mua 4-5 hộp luôn mọi người. Đi xe hơi là mua nha, mua đừng về ăn cho nó tiện. Dưới mình có một chị hàng xóm nhà anh đây, lúc trước nói chuyện với nhau chị ngạc nhiên khi mà chị biết mình là nấu ăn ở nhà. Chị nói chở hư em ở nhà có một mình mà em cũng nấu ăn nữa hả? Mà không lẽ mình nói trong bụng mình nói dạ nấu chứ chị, em là cái đứa keo mà. Em chỉ khi nào mà chẳng định đừng là em mới ra ngoài đường ăn mình em thôi, chứ không thì em nấu ở nhà ăn cho nó rẻ. Y như hôm nay à, thứ nhất là phòng mình bệnh nè, mình muốn nghỉ ngơi nè. Thứ hai là do nhà mình không còn một hộp gạo. Trời ơi, thiệt á mọi người ơi. Ba của mình đã cho mình có 1 ký gạo rồi, mà mình ăn từ hồi Tết tới bây giờ. Từ hồi Tết tới bây giờ, trước Tết tới bây giờ luôn á, là mọi người biết rồi. Hôm qua có cháu mình sáng nấu 2 khắp, chiều á còn 1,5 khắp nấu, ăn xong hết luôn. Cái bạc vừa ăn vừa nói chuyện, giờ cơm chưa hết. Giờ để mình ăn cái khổ qua nha. Vậy là trong tuần thì mình ăn canh thử qua 2 lần á. Trong tuần, hồi đầu tuần thì mình hồi đầu tuần trước á là mình đi siêu thị mua khổ qua và mình hầm. Ngon quá. Ok, video của mình nó đã quá dài rồi. Giờ mình sẽ dừng video đây để mình ăn tiếp. HTV cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị em ruột đã theo dõi video của HTV nha. Xin chào lại ba. Vừa ăn gì nói xấu á. Bye mèo.